Đây các bạn, đây là cái áo Calvin Klein, gọi là tắt là CK, ông riêng chất cô tông 100%. Cái áo này tắt 100 đô các bạn. Thì áo này ở Việt Nam nó bán khoảng 4 triệu, 4 triệu, 3 triệu, 8, 4 triệu, gần 4 triệu, nói chung là 4 triệu các bạn. Thì phong này là phong vừa, phong vừa. Thì cái này mình hiện giờ bán 1 triệu 7, 9 ngàn các bạn, 1 triệu 7, 9 ngàn. Chất của Calvin Klein là các bạn khỏi chê rồi. Mình mặc toàn là Calvin Klein với Tommy. À, riêng áo Calvin Klein với Tommy mình mặc quen hai cái hãng đó các bạn, cái nào mình gì cũng mặc hết. Đây là cái áo Calvin Klein, thì cái khoác riêng này các bạn màu xám đen chất vải cô tông 100%, rất đẹp các bạn. Thì hãng Calvin Klein thì các bạn biết rồi, lúc nào cũng có con chip hãng bên này, chip hãng bên này. Thì cái áo này mình bán 1.790.000. Mình mua đây, mình mua ở web của hãng, chính hãng của Calvin Klein Mỹ, nó sale các bạn, sale mình mua. Thì cái áo này nhanh tay các bạn, nó có size XS, M, L. Đó, các bạn nhanh tay thì các bạn chốt nha. Các bạn bỏ tiền ra xài một đôi chính hãng á, thì các bạn mặc nó rất là bền và có form quần nó form áo rất là đẹp và mặc nó tự tin lắm và vô con người nó rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Sau này các bạn mặc hàng hãng xong á thì các bạn sẽ biết được đâu là hàng hãng, đâu là hàng hàng nhái các bạn. Thì các bạn mặc vô bạn cảm nhận được. Mình bữa trước mình đã nói cái size, các bạn cái size thì các bạn biết rồi, hàng hãng là size giống nhau hết, chỉ khác form. Đó, form regular, form slim fit. Thì các bạn mặc form slim fit thì size nào thì mặc slim fit, cái hãng khác size y size đó. Chỉ có Lacoste nó nhỏ hơn một tí size các bạn. Lacoste nó sẽ nhỏ hơn hãng Tommy và Levi khoảng gần nửa xe. Nó có cái logo thương hiệu của CK. Màu đây là màu xám đen. Màu xám đen. Màu xám đen. Anh em hỏi áo riêng rất là nhiều. Mà áo riêng hãng Kevin là chắc vải nó đẹp. Chắc vải nó đẹp. Cực đẹp. Đó, Kevin thì chắc vải đẹp lắm.